chào quý khán giả. Liên tục những năm qua, ngành du lịch Cà Mau không ngừng phát triển, thu hút đông đảo du khách thông qua chuỗi sự kiện Cà Mau điểm đến. Để du lịch tỉnh nhà được quảng bá rộng hơn, đặc biệt là với giới trẻ, APEC Cà Mau đã bắt tay cùng với những bạn trẻ có niềm đam mê âm nhạc, triển khai những sản phẩm giới thiệu và làm mới hình ảnh du lịch Cà Mau bằng âm nhạc. Đất nước chúng ta Nam Bắc chung một nhà, hãy cất tiếng ca cho đời thêm tràn hoa. Dù dòng đời ngược xuôi xa xôi nhưng ta vẫn nhớ quê hương vẫn là mái nhà, dẫu sao tình thân xa xa như chuyến phà, dù nơi phương nào vẫn mang về những thước mơ. Đất nước như một con tàu kề đầu tàu mũi. Xuất phát từ tình yêu quê hương và có người của vùng đất cực Nam Tổ quốc, Cà Mau đâu xa được các bạn trẻ yêu âm nhạc phối hợp cùng Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp APEC phối hợp thực hiện để mang đến một bức tranh du lịch đẹp nhất đến với du khách gần xa. Đặc biệt, đối tượng trọng tâm chính là các bạn trẻ đã và đang sống tại Cà Mau hay những du học sinh luôn hướng về quê nhà. Trong suốt hơn 5 phút của Cà Mau đâu xa, câu chuyện về một bạn trẻ xa Cà Mau và khi quay về được chào đón bởi tấm thịnh tình của con người Cà Mau đã làm ấm lòng bao người con xa quê. Cô gái Cà Mau với áo dài, áo bà ba thật hồn hậu trong trẻo đã mang chàng thanh niên xa quê đi thăm lại những nơi đặc trưng nhất của Cà Mau như chợ nông sản, chợ trái cây, chợ bách hóa, các trung tâm văn hóa, dòng sông quê hương. Song song đó, MV cũng lồng ghép quảng bá về những lễ hội lớn tại Cà Mau như lễ hội Nghinh Ông, lễ Kỳ Yên. Cùng với đó là sự thông thoáng, thuận tiện của giao thông khi cảng hàng không Cà Mau mở thêm nhiều chuyến bay kết nối khắp nơi gần xa. Và sắp tới là tuyến đường cao tốc để Cà Mau không còn xa với mọi người trên mọi miền đất nước. Cái điều đầu tiên là em cảm thấy vấn đề rất là khó. Lúc đầu mấy anh em gây đi cực kỳ khó. Muốn để mà mình làm lại một cái bài mới hơn, một bài khác đi những cái thành công trước đó rồi. Thực sự rất là khó. Mới đầu mấy anh em mới tìm ý tưởng là trong cái quá trình đi bàn để mà đi quay á, để mà lên nói chuyện với mấy anh đạo diễn thì hai anh em với lại anh Chu Linh Khang có nói là ê, tôi thấy Cà Mau đâu có xa đâu. Thì anh mới nói là thôi vậy đặt Cà Mau đâu xa đi. Tại vì nó sắp có đường cao tốc rồi. Cũng là vì quê hương nhà, rồi vì anh em, vì một cái đam mê chung nên mọi người cùng nhau làm, nó cảm giác nó vui. Cái khó khăn nó làm cho mình một cái động lực gì đó. Cái đam mê nó thúc đẩy mình làm mọi thứ nó perfect hơn, nó cảm giác nó feel hơn, nó vui hơn. Không chỉ đầu tư hình ảnh và kỹ lưỡng trong việc lựa chọn những địa điểm đặc trưng của Cà Mau để MV đẹp hơn, thú vị hơn, các bạn trẻ còn đầu tư ca từ sao cho chất phát, mang đậm bản sắc người miền Tây, dễ thương, dễ gần, để viết lời rap vừa phù hợp với thị hiếu giới trẻ, vừa phù hợp với văn hóa Cà Mau. Các bạn đã mất 3 đến 4 tháng để sáng tác. Trong quá trình mình sáng tác là mình rất là hạn chế để không lặp lại những như những cái bài trước đó mình đã làm. Là tầm hơn 10 năm rồi. Cho nên là mình có cần bên công ty iPad và những anh em chơi chung nghệ thuật á, có đưa cho mình những cái cuốn như là Cảnh sắc Cà Mau, Du lịch Cà Mau và Đất rừng phương Nam của Đoàn Giỏi, và để mình để tham khảo để tránh lặp lại những cái mà bài trước đó là mình sáng tác ra. Là mình nhờ những quyển sách còn của những người anh em hỗ trợ mình để mình viết ra được bài Cà Mau đâu xa. Trước đó, APEC Cà Mau đã xây dựng nhiều MV và clip về du lịch, nhưng riêng quảng bá du lịch bằng âm nhạc thì đây là lần đầu tiên. Trong thời gian tới, APEC mong muốn các bạn trẻ có cùng niềm đam mê sẽ sản xuất thêm nhiều sản phẩm quảng bá du lịch Cà Mau với đa dạng chủ đề hơn như ẩm thực Cà Mau, hình ảnh về con người Cà Mau, lễ hội ở Cà Mau. Chúng tôi cũng đã cùng các đồng nghiệp đã bàn bạc và đưa ra một cái giải pháp mới. Đó chính là thay vì là xúc tiến du lịch bằng những cái phương pháp như là tự đi hội chợ, tập huấn vân vân, thì bên cạnh đó là chúng tôi cũng đẩy mạnh một cái hướng mới, đó chính là sử dụng xúc tiến du lịch qua con đường là phát triển âm nhạc. Đặc biệt là trong thời gian gần đây thì việc phát triển của rap cũng như là trong giới trẻ nó rất là thành công, cũng rất như là được tiếp cận đến đại đa số các giới trẻ. Cho nên là bên cạnh đó thì việc tiếp cận giới trẻ bằng con đường là du lịch qua âm nhạc thì đây là một trong những phương thức mà iPad cũng đã và đang làm, và mong muốn rằng trong thời gian sắp tới sẽ cho ra nhiều thêm sản phẩm mới để đáp ứng được nhu cầu của giới trẻ cũng như là việc là tiếp cận du lịch tỉnh nhà. Thưa quý vị và các bạn, du lịch Cà Mau đang nhận được nhiều sự quan tâm của du khách gần xa.
Vậy nên việc sáng tạo trong quảng bá hình ảnh Cà Mau đẹp về thắng cảnh, phong phú về sản vật, ấm áp về tình người là vô cùng cần thiết. Vun đắp tình yêu và sức sống cho du lịch tỉnh nhà bằng âm nhạc, một xu hướng mới và hiện đại của các bạn trẻ, đã và đang góp phần đưa du lịch Cà Mau ngày càng vươn xa hơn. Đến đây, chuyên mục mỗi tuần một câu chuyện cũng xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý khán giả trong các chương trình kỳ sau.